Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát. Chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sau những giờ lao động vất vả thì các bác lại tự thưởng cho bản thân mình, cho gia đình mình những bản nhạc và bản karaoke bên những người thân yêu. Trong video ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một lô cục đẩy hàng bãi xịn săn xui, đẹp xuất sắc luôn. Vâng, cục đẩy săn xui, hàng tuyển chọn các bác nhé. Logo săn xui, model S6000, đẩy size 2U, mặt phay nhôm, rất đẹp. Bảng táp lô nằm cân đối chính giữa, con này có nút nén tiếng nên cho chất âm rất là hay. Đó, hai volume chiết áp, hai dàn đèn báo, size 2U các bác nhé, mặt phay nhôm màu đen cực đẹp luôn. Chất âm của những dòng cục đẩy săn xui tiếng rất sạch, để các bác phối ghép vào cấu hình âm thanh vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Với công suất của những chiếc cục đẩy săn xui này, các bác đánh căng một cặp full 40. Đó, còn bác nào đang chơi những đôi 25, đôi 30 thì rất thoải mái luôn. Chơi gia đình các bác nhé, thiết kế gia đình và nó thiết kế rất là gọn gàng này các bác nhé, để trong cái tủ kệ rất là vừa. Đó, không như đẩy khác các bác không để được vào trong tủ, trong kệ, nhưng con này để rất là gọn luôn. Con này thiết kế cực kỳ đẹp luôn, hàng đẹp long lanh luôn, đẹp không tí vết các bác nhé, rất đẹp luôn. Đó, máy móc bao zin tuyệt đối các bác nhé, hàng đã được tuyển chọn từ trong ra ngoài rất là kỹ nên các bác yên tâm sử dụng. Con này chạy rất là lành, tiếng hay, sạch sẽ, các cái giải bát chung tép rất là sáng và rất là sạch và rất là tách bạch luôn. Đó, cực kỳ chất lượng. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy săn xui S6000, các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo 0772260096 hoặc 0368724218. Em giao hàng toàn quốc, em quay kỹ các bác nhỉ, nó đẹp long lanh luôn đấy. Đó, quá xuất sắc luôn. Logo săn xui phía trước này, logo săn xui dập chim trên nắp này. Đó, hàng tuyển chọn các bác nhé, có chất lượng. Bảng táp lô phải nói là thiết kế rất là thông minh, đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối luôn. Em đang test nhạc trực tiếp từ máy tính vào con cục đẩy này và đi ra loa luôn, chưa qua lọc, chưa qua vang, nhưng về chất âm của nó đã cực hay luôn. Đó, quay cho các bác kỹ về mặt tiền trên đỉnh, đẹp như này. Các nhìn thấy con ốc này nó cũng rất là khác này. Đó, nhìn con ốc này nó chất lừ luôn này. Ốc này con để hàng trăm năm không han các bác nhá, những con ốc này con dùng trăm năm không han. Con ốc nó cũng rất là đần, là xịn luôn. Này đường vào này, AV này, đường 6 ly này, con này có thể đường vào và đường linh luôn. Gen xoáy này, gen xoáy các bác chơi gia đình rất là bền nhá. Còn các bác không chơi gia đình, các bác không nên là dùng cái gen rắc lưu trích. Với rắc lưu trích người ta chỉ dùng làm sự kiện nó tiện thôi, người ta tháo ra tháo vào, chứ còn dùng một thời gian nó bị lỏng. Những con gen xoáy này thì rất là bền và chặt. Lưu ý với các bác chơi gia đình là được cái gen xoáy là tốt nhất này. Đấy, rất là đẹp luôn. Vâng, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc cục đẩy săn xui S6000 đẹp xuất sắc, các bác liên hệ điện tử Cao Phong theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo 0772260096. Em giao hàng toàn quốc, nhích volume với các bác cùng thẩm âm với Cao Phong nhé. Tiếng rất hay luôn, đang test mỗi con đẩy thôi nhé. Đó,